Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế, đánh dấu bước tiếp theo trong việc chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Tăng vốn đang là thách thức lớn với ngân hàng Việt nhằm đáp ứng được các chuẩn về an toàn so với hiện nay. Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới sản xuất các mặt hàng tiêu dùng xanh nhằm tạo lợi thế cạnh tranh ở thị trường quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, lần đầu tiên Việt Nam đã được bầu vào Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2019-2025. Cuộc bỏ phiếu diễn ra tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào sáng sớm ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế là một cơ quan chuyên môn pháp lý của Liên Hợp Quốc, được thành lập vào năm 1966 với mục đích thúc đẩy quá trình nhất thể hóa pháp luật thương mại quốc tế, qua đó giảm thiểu rào cản đối với sự phát triển của thương mại quốc tế. Tin từ nhóm phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam theo dõi cuộc bỏ phiếu tại trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ. Với 157 trên 193 nước ủng hộ, Việt Nam đã trở thành thành viên Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 6 năm, bắt đầu từ năm 2019. Đây là cơ quan gồm 62 thành viên, giữ vai trò chủ chốt trong việc pháp điển hóa luật thương mại quốc tế. Hơn 60 năm qua, Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hợp Quốc đã thúc đẩy nhiều công ước có tính phổ quát cao, ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự phát triển của thương mại toàn cầu, như Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành phán quyết của Tòa trọng tài nước ngoài và Công ước Viên năm 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế. Việc lần đầu tiên trở thành thành viên của Ủy ban này thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam. Thành công này cũng đánh dấu bước tiếp theo trong việc chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, cụ thể là thực hiện chủ trương tham gia xây dựng và định hình luật chơi ở cấp độ quốc tế trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc. Trước khi được bầu làm thành viên chính thức, Việt Nam đã tham gia tích cực vào các phiên thảo luận của Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hợp Quốc với tư cách là quan sát viên. Trong nhiệm kỳ 6 năm tới, Việt Nam sẽ có cơ hội đóng góp nhiều hơn cùng với Ủy ban này xây dựng một nền thương mại thế giới tự do và công bằng. Phú Nguyễn, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ trụ sở Liên Hợp Quốc, thành phố New York, Mỹ. Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư nóng nhất châu Á. Đây là nhận định của tạp chí danh tiếng Forbes của Mỹ. Trong năm 2018, thì Việt Nam đã nhận được 17 tỷ đô la Mỹ cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Đây được cho là con số lớn nhất đối với một thị trường mới nổi. Còn riêng trong quý 1 vừa qua thì Việt Nam là thị trường IPO, tức là phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lớn thứ tư trong khu vực, vượt cả Hàn Quốc, Singapore và Australia. Mới đây, hai tổ chức quốc tế là Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Ngân hàng Thế giới cùng một tổ chức trong nước là Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia đã đưa ra các dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Và sau đây hãy cùng điểm nhanh lại một số nét chính từ những báo cáo này. ADB và Ngân hàng Thế giới đều dự báo xu hướng giảm dần tăng trưởng kinh tế trong 2 năm tới. ADB dự báo mức 6,9% cho năm nay và 6,8% cho năm tới. Ngân hàng Thế giới dự báo 6,8% năm nay, rồi giảm xuống 6,6% cho năm tới và 6,5% năm 2020. Riêng NCIF lạc quan hơn, dự báo đà tăng với mức cao nhất lên tới 7,2%. Sức cầu trong nước vẫn là động lực quan trọng, góp phần giúp tăng trưởng Việt Nam cao hơn mặt bằng chung khu vực. Tuy nhiên, các báo cáo đều cảnh báo rủi ro từ bối cảnh kinh tế thế giới đang có xu hướng tăng trưởng chậm lại, trong khi tác động từ chiến tranh thương mại vẫn là ẩn số. Các báo cáo đều hướng tới đòi hỏi phải chuẩn bị cho động lực tăng trưởng trong trung và dài hạn. Đó là phát triển khu vực tư nhân, cải cách môi trường kinh doanh và phát triển khoa học công nghệ, qua đó cải thiện năng suất lao động. Theo thống kê từ các sàn giao dịch bất động sản thì lượng giao dịch của tháng cuối năm lại đang tăng khoảng 10 cho đến 15% so với ngày thường nhờ vào tâm lý mua nhà đón Tết. Hàng loạt các dự án bất động sản đã tung ra các chương trình khuyến mãi để hấp dẫn người mua. Những căn hộ với diện tích phù hợp để ở hay là đầu tư khoảng từ 55 cho đến 60 m2 đang có sức tiêu thụ tốt. Ngoài khách trong nước thì lượng khách nước ngoài cũng quan tâm đến các dự án gần trung tâm, hệ thống giao thông hoàn thiện tăng đáng kể như là dự án Sibucha hay là Duen Dorado ở khu vực Hồ Tây, Hà Nội.
Theo lộ trình được Ngân hàng Nhà nước xây dựng thì đến đầu năm 2020, tức là chỉ hơn một năm nữa thôi, toàn bộ các ngân hàng Việt Nam sẽ phải tuân thủ theo chuẩn này. Với cách xác định, lượng hóa và quản lý rủi ro một cách chặt chẽ hơn, các ngân hàng đã và đang phải chạy đua để tăng vốn nhằm đáp ứng được các chuẩn an toàn hoạt động khắt khe hơn nhiều so với hiện nay. Và nếu không, chỉ có cách duy nhất là giảm các tài sản rủi ro cũng đồng nghĩa với giảm cho vay, thu hẹp quy mô hoạt động. Chỉ còn 2 tuần nữa sẽ kết thúc năm tài chính 2018, cuộc đua tăng vốn của các nhà băng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngân hàng An Bình, Liên Việt Postbank, NCB đang chạy đua nước rút để hoàn tất việc tăng vốn. Tuy nhiên, trong 19 ngân hàng lên kế hoạch tăng vốn năm nay, đến hết quý 3 mới 11 ngân hàng tăng vốn thành công. Trong đó, chỉ có vài cái tên đã hoàn thành kế hoạch của cả năm là Techcombank, TPBank, MBB và ACB. Về mặt kỹ thuật thì đương nhiên là không thể 100% tất cả các ngân hàng đạt được. Nhưng mà thôi, những ngân hàng đang gọi là ngân hàng yếu kém, đang phải là tái cấu trúc thì vẫn tạm phải gạt sang một bên. Các ngân hàng còn lại, nếu như anh nói là anh không yếu kém, anh lành mạnh, anh khỏe mạnh, thì kể cả trong vòng 12 tháng, nếu như mà áp lực thực sự cộng với cái động cơ khuyến khích là anh đủ vốn, anh được tăng trưởng tín dụng tự do, thì hoàn toàn vẫn có thể đạt được. Lượng vốn điều lệ tăng thêm đạt khoảng 43.500 tỷ đồng, cao hơn 12% so với cuối năm ngoái. Việc tăng vốn đến thời điểm này hầu hết đều thông qua việc chi trả cổ tức hoặc chia cổ phiếu thưởng. Lợi nhuận được sản sinh rất là tốt trong năm 2018, cộng với cả cam kết của các cổ đông trong cái việc là giữ lại phần lớn cái lợi nhuận này để tăng vốn cho ngân hàng, thì cũng là một cái có ảnh hưởng rất quan trọng. Theo tính toán của các công ty chứng khoán, để đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động theo tiêu chuẩn Basel 2, các ngân hàng Việt Nam sẽ cần tăng vốn thêm khoảng 3 đến 4 tỷ đô la Mỹ, tương đương 70 đến 90 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings cuối quý 3 thậm chí còn đưa ra nhận định hệ thống ngân hàng Việt cần tới 20 tỷ đô la Mỹ, tương đương 9% GDP để đáp ứng việc triển khai Basel 2. Dù là con số nào thì rõ ràng sức ép tăng vốn là rất lớn, và trong vòng 1 năm tới chạy đua để tăng vốn sẽ rất nóng. Cái lộ trình 2020 thì nó rất là tiến lên rất là nhanh rồi. Cái thời gian không còn nhiều với các ngân hàng nữa. Đối với ngân hàng quốc doanh, tôi nghĩ câu chuyện nó sẽ khó hơn ở đây, bởi vì nhiều khả năng tôi nghĩ là cái cách thức huy động vốn mà hiệu quả nhất hiện nay là các ngân hàng quốc doanh nên được cho phép giữ lại một phần lợi nhuận để bổ sung vốn. Bên cạnh đó, để hạ nhiệt, giới chuyên gia cho rằng các ngân hàng cần đa dạng hóa nguồn vốn, duy trì tỷ lệ vốn cấp 2 phù hợp để giảm bớt áp lực tăng vốn cổ đông. Với những ngân hàng nhỏ, quy mô vốn điều lệ từ 3.000 đến 5.000 tỷ được dự báo sẽ là nhóm chịu nhiều khó khăn hơn. Do vậy, khả năng sát nhập ngân hàng cũng là một xu hướng được dự báo. Vào tối ngày hôm nay 18 tháng 12, Festival Lúa Gạo Việt Nam lần thứ 3 năm 2018 sẽ chính thức được khai mạc tại Long An. Đây là chương trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung ương, Hội Nông dân Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An phối hợp thực hiện. Điểm đặc biệt của sự kiện năm nay đó là lần đầu tiên ban tổ chức sẽ công bố logo thương hiệu gạo của Việt Nam. Đây là điều kiện quan trọng để tiến tới xây dựng hình ảnh, nhận diện và thương hiệu quốc gia cho hạt gạo của Việt Nam. Trong suốt thời gian diễn ra festival còn có nhiều chương trình hoạt động đa dạng phong phú như là cuộc thi gạo ngon thương hiệu Việt, các hội thảo chuyên đề về gạo sạch, biến đổi khí hậu và thách thức phát triển hạt gạo của Việt Nam. Theo thống kê từ ban tổ chức, đến thời điểm này đã có hơn 1.000 gian hàng của 612 cá nhân tổ chức đăng ký tham gia. Cùng với các sản phẩm về gạo thì các thiết bị, công nghệ mới để chế biến gạo xuất khẩu do chính người Việt Nam chế tạo cũng được giới thiệu trưng bày tại festival. Sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày 24 tháng 12. Thị trường thông qua hệ thống siêu thị nước ngoài là một phương pháp xuất khẩu mới do Bộ Công Thương khởi xướng nhằm mở thêm đầu ra cho một số sản phẩm tiêu dùng như là thủy sản, nông sản và thực phẩm chế biến. Mặc dù tại Việt Nam thì những hệ thống siêu thị châu Âu như là Auchan đã có mặt và những mặt hàng nông sản có tính chất nhiệt đới cũng đã được ưa chuộng tại thị trường này. Thế nhưng đó vẫn chỉ dừng lại ở điều kiện cần, hàng Việt Nam vẫn thiếu những điều kiện đủ. Đã 3 năm cung cấp các sản phẩm rau củ quả vào hệ thống siêu thị này.
Tuy nhiên, để nông sản có thể được xuất ngoại sang châu Âu, rào cản đối với doanh nghiệp của anh Cảnh chính là sự ổn định của hàng nông sản. Cái bản chất của cái nông sản thì đó là thu hoạch và bảo quản. Đa phần sản phẩm mình sản xuất là qua sơ chế đơn sơ, chứ không phải là qua sản xuất là bảo quản lâu. Cái khó khăn hầu như là chưa được tìm được tiếng nói chung. Thừa nhận Việt Nam là quốc gia xuất khẩu đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, từ hứa hẹn đến thực tế lại là một khoảng cách dài mà các doanh nghiệp cần phải vượt qua. Tôi cũng muốn nhấn mạnh là tập đoàn Auchan có chính sách xuất khẩu. Năm 2018, tập đoàn chúng tôi xuất khẩu 2 triệu euro hàng hóa vào hệ thống Auchan quốc tế, với mục tiêu đạt đến 41 triệu euro năm 2021. Những mặt hàng mà chúng tôi quan tâm hiện nay gồm những sản phẩm silicon, nông sản, cà phê, hạt điều. Nhưng nếu bây giờ chúng ta muốn xuất khẩu đi thì khi mà đặt ra vấn đề với nhà cung cấp là điều kiện bảo quản như thế nào, đóng gói như thế nào thì hầu như là không có câu trả lời và cái chất lượng của nó cũng không ổn định. Theo nhà bán lẻ, chất lượng sản phẩm không chỉ được kiểm soát ở giai đoạn vận chuyển mà toàn bộ quy trình và nguồn gốc xuất xứ phải minh bạch. Và để xuất ngoại, cần phải mở khóa đúng cách. Hiện nay, một số doanh nghiệp của Việt Nam đã rất nhanh nhạy khi sản xuất các mặt hàng tiêu dùng xanh nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh ở thị trường quốc tế. Ví dụ như là tại châu Âu, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm xanh tăng trưởng đến 2 con số, và nếu tận dụng được xu thế này, lợi thế cho sản phẩm Việt là không hề nhỏ. Hôm nay, chị Hương có một cuộc gặp với đại diện hệ thống bán lẻ Auchan. Ngoài việc trao đổi về những sản phẩm đang được bày bán, còn có một câu chuyện khác rất thu hút sự chú ý của siêu thị này. Đây là cái sản phẩm mà hôm nay chị đến chị gặp em, chị muốn đưa cho em xem này. Đây là ống hút. Ống hút làm từ bột gạo. Ống hút làm từ bột gạo đang được doanh nghiệp sản xuất gia công cho đối tác Hàn Quốc với giá 220 đồng một ống. Nếu có thể tìm được siêu thị trong nước hỗ trợ và xuất khẩu ra nước ngoài, ước tính giá trị hạt gạo Việt Nam có thể tăng từ 5 đến 7 lần, đồng thời vẫn có thể giữ được thương hiệu Việt. Tôi cũng rất mong rằng cái sản phẩm này ra thế giới là với thương hiệu của Việt Nam mình, chứ không phải là núp bóng của thương hiệu Hàn Quốc. Bởi vì tôi biết là Hàn Quốc họ có thể họ nhập về họ và sau đó họ sẽ phân phối ra các nước trên thế giới. Cũng là với những sản phẩm từ nông sản của Việt Nam. Tuy nhiên, nếu nắm bắt thêm các xu hướng tiêu dùng xanh trên thế giới, các nhà bán lẻ quốc tế xác định sản phẩm Việt hoàn toàn có thể nổi bật và cạnh tranh tốt trên kệ hàng nước ngoài. Xu hướng sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường là vấn đề chúng tôi quan tâm. Đây không chỉ là yêu cầu tại Việt Nam, mà là yêu cầu của hệ thống Auchan trên toàn thế giới. Do vậy, chúng tôi thường khuyến khích các sản phẩm xanh, tìm các hạn chế tác động của các bao bì sản phẩm, hay đề ra phương pháp thay thế các túi ni lông. Sản phẩm gạo Jasmine này của Việt Nam thì đang được hệ thống siêu thị Auchan xúc tiến sang thị trường Đài Loan, Trung Quốc. Bên cạnh việc đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng thì có một điều rất đặc biệt, đó là bao bì của sản phẩm được sử dụng là bao bì thân thiện với môi trường. Điều này nhằm đáp ứng những cái yêu cầu rất cao của người tiêu dùng quốc tế và giúp sản phẩm Việt dễ xâm nhập vào thị trường. Theo đơn vị bán lẻ, người tiêu dùng châu Âu sẵn sàng chi thêm 30% để mua những sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ xanh với nguồn nguyên liệu thân thiện. Do vậy, những doanh nghiệp quan tâm đến sản xuất xanh thường rất nhanh chiếm được cảm tình từ các thị trường phát triển. Bắt mạch được nhu cầu không chỉ giúp doanh nghiệp trong nước chủ động đầu tư sản xuất mà còn có thể nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa và tạo hướng đi mới khi sản phẩm Việt xuất ngoại. Chuyển sang phần điểm những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên tờ báo điện tử Số Ra sáng ngày hôm nay. Trang hải quan của Tổng cục Hải quan đưa tin, thời gian tới Việt Nam có rất nhiều điều kiện thuận lợi để có thể thúc đẩy xuất khẩu nông thủy sản và đặc biệt là mặt hàng rau quả sang thị trường của Australia. Australia đang là một trong những thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản nhiều tiềm năng của Việt Nam khi liên tục trong 3 năm gần đây, vải xoài thanh long đã chính thức được mở cửa nhập khẩu vào Australia. Sắp tới, tôm tươi nguyên con và nhãn tươi nhiều khả năng sẽ là sản phẩm tiếp theo được mở cửa nhập khẩu vào thị trường này. Việt Nam cũng là nước đầu tiên trên thế giới xuất khẩu thanh long vào thị trường của Australia. Theo trang Reuters của Anh thì nhu cầu nhiên liệu cho ngành hàng không dân dụng Việt Nam sẽ tăng đến mức kỷ lục trong năm nay khi làn sóng du khách gia tăng và các hãng hàng không đang nhanh chóng mở rộng hoạt động.
Tính tới tháng 11 năm nay, Việt Nam phải nhập khẩu 1,87 triệu tấn nhiên liệu, tương đương với 14,8 triệu thùng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm 2018, nhu cầu nhiên liệu máy bay tại Việt Nam ước tính tiếp tục tăng khoảng 20-25% so với năm 2017, chủ yếu tăng cường các chuyến bay quốc tế. Vào tháng 11, Việt Nam đã cấp giấy phép cho hãng hàng không Bamboo Airways. Đây là hãng hàng không thứ 5 của Việt Nam sau Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines, Vietjet và Brasco. Theo báo Kobe của Nhật Bản thì hiện nay khi đi trên đường phố Kobe thì có thể thấy rõ sự hiện diện của cộng đồng người Việt Nam ngày càng gia tăng với nhiều nhà hàng đồ ăn Việt Nam và thậm chí là chùa dành riêng cho người Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại đây chỉ trong 5 năm số lượng người đã tăng gần gấp 2 lần, giờ xếp thứ 2 chỉ sau cộng đồng người Hàn Quốc. Vừa qua, một buổi giao lưu giữa người dân tại quận Nagata, thành phố Kobe và cộng đồng người Việt Nam đã được tổ chức, thu hút rất nhiều người tham gia với các hoạt động như cùng làm món ăn truyền thống Nhật Bản, đặc biệt là các hộp cơm Obento dành cho trẻ em, vì số lượng trẻ em người Việt Nam tại đây đang gia tăng một cách nhanh chóng. Trong phần tiếp theo của bản tin, sự ra đời của trạm xá quân dân y tại các tuyến biên giới Quảng Trị đã khắc phục phần nào những hạn chế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng khó khăn. Hành trình truyền cảm hứng của top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới Hơ Hèn Nhiê cho rất nhiều cô gái trẻ với khao khát được thay đổi số phận của mình. Xin được tiếp tục các thông tin thời sự. Các đơn vị chức năng điều tra xác minh việc các ngư dân bị dụ dỗ lôi kéo đánh bắt hải sản bất hợp pháp ở nước ngoài và nếu phát hiện vi phạm phải ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Đầu tháng 12 thì đã xuất hiện một số đối tượng tìm gặp ngư dân để dụ dỗ lôi kéo đưa tàu cá sang đảo quốc Solomon khai thác hải sản. Thủ tục để ký hợp đồng là phải buộc các chủ tàu xóa số đăng ký tàu cá tại Việt Nam, xóa danh sách trong nghiệp đoàn nghề cá, thay đổi màu sơn trên thân tàu theo màu sơn trên thân tàu của Solomon và ngư dân phải đóng số tiền hàng trăm triệu đồng. Tại các tuyến biên giới, sự ra đời của trạm xá quân dân y nơi đây đã góp phần quan trọng đảm bảo hoạt động của y tế cơ sở. Sự phối hợp giữa ngành y tế và lực lượng vũ trang đã và đang khắc phục được những hạn chế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng khó khăn. Phản ánh của phóng viên thời tại Quảng Trị. Thôn La Lay, xã A Go. Khi được biết, lực lượng bộ đội biên phòng và trung tâm y tế xã đến khám chữa bệnh cho người dân, tất cả đều không lên dãy. Từ người già cho đến trẻ em không quản ngại thời tiết mưa rét đều có mặt tại điểm khám và điều trị tập trung này. Hiện nay có quân y kết hợp khám chữa bệnh thì rất là có phương tiện rồi có là thuận lợi cho bà con rất là mừng để cho người dân họ yên tâm bám đất, bám làng, bám biên giới. Thì một trong những cái nhiệm vụ là phát triển kinh tế xã hội nói chung và việc chăm sóc sức khỏe thì rất là cần thiết. Chính xuất phát từ cái quan điểm đó, trong những năm vừa qua thì Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã chỉ đạo ngành quân y phối hợp tốt với y tế địa phương làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân hai bên tuyến biên giới. Sự ra đời của các trạm quân dân y trong những năm qua đã khám và điều trị cho trên 10.000 lượt bệnh nhân, trong đó 1/3 là nhân dân nước bạn Lào. Tính hiệu quả của chương trình không chỉ đảm bảo cho an ninh biên giới mà còn góp phần nâng cao chất lượng y tế cơ sở, đặc biệt là các địa phương vùng khó khăn. Bây giờ là với cái sự giúp đỡ, với cái sự hỗ trợ của các cái chiến sĩ quân y bộ đội biên phòng thì chúng tôi có thể đến bất cứ ở cái vị trí nào. Cùng với hệ thống trạm y tế cấp xã, đến nay Quảng Trị đã có thêm 12 bệnh xá, phòng khám, trạm xá quân dân y được trang bị khá đầy đủ chuyên môn, dịch vụ y tế đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bộ đội và nhân dân vùng sâu, vùng xa biên giới. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 74 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Một thông tin về du lịch, không chỉ là điểm đến đầu tư, Việt Nam còn trở thành điểm nóng thu hút du lịch trên thế giới. Tổng cục Du lịch của Việt Nam cho biết, khách quốc tế đến Việt Nam năm nay sẽ cán mốc 15 triệu lượt vào ngày 19 tháng 12. Đây được xem là dấu mốc quan trọng của ngành du lịch, góp phần khẳng định Việt Nam đang và sẽ là một điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, là tiền đề để du lịch Việt Nam phấn đấu đặt mục tiêu định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 2018 này,
ngày cùng với mục tiêu đón trên 15 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 80 triệu lượt khách nội địa. Du lịch của Việt Nam còn dự kiến tổng thu từ khách du lịch sẽ đạt 620.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, cuộc thi sắc đẹp quốc tế Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới Miss Universe 2018 vừa khép lại vào sáng ngày 17 tháng 12. Dù phải dừng chân ở top 5, nhưng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Hơ Hèn Nhê đã lần đầu tiên đưa nhan sắc Việt tới gần nhất với chiếc vương miện của một trong những cuộc thi Hoa hậu lớn nhất hành tinh. Kể từ thời điểm đăng quang của thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hơ Hèn Nhê đã luôn là nguồn cảm hứng cho rất nhiều cô gái trẻ với khát khao được thay đổi số phận của mình. Mà em hát bài này á, em đang tưởng tượng một cái người bác lớn tuổi mới đi làm ngô về, hoặc là tầm trưa nắng nóng, ngồi ở dưới một cái gốc cây nhìn về cái khu đồi của mình và thấy một cái cuộc sống cứ luẩn quẩn, nó rất là buồn. Mỗi lúc mình xem phim ấy, mình thấy những cái điều vô cùng tuyệt vời ở trên màn ảnh, thì Hèn nghĩ rằng ở ngoài xã hội nó có những cái điều như vậy. Và Hèn nghĩ rằng tại sao mình không thử, tại sao mình không phải là những cái con người được hưởng hay là được tiếp cận, được biết với những cái xã hội như vậy. Thì ngày xưa là có những ngày mưa thôi, mưa không phải đi làm đã là hạnh phúc rồi. Kết hôn đối với người ấy đây em sẽ cảm thấy là cái việc nhẹ nhõm nhất, hạnh phúc nhất. Nhưng mà có những cái điều ở ngoài xã hội nó còn hạnh phúc hơn. Ví dụ như là bạn được nhìn thấy biển, bạn được nhìn thấy một cái tòa nhà cao. Mình muốn học hỏi hay trải nghiệm thì những cái vấn đề mà em nhìn thấy á, đấy cũng là một cái điều mà em có thể học hỏi được, trải nghiệm được từ những cái mà nhìn thấy, những cái điều mới đó, những cái điều hay đó làm cho mình cảm thấy phải theo đuổi, phải chạm được. Có một ao ước là sau này mình sẽ thành công để có thể về trường của mình chia sẻ với các em những cái điều mới, những cái điều mà mình chưa bao giờ được nghe. Em sẽ muốn vươn xa hơn, họ sẽ muốn cố gắng học tập tốt hơn. Từ cái việc học đó sẽ giúp cho mình nhiều cơ hội để mình khám phá và trải nghiệm. Em muốn làm như chị Hà Hèn để cho có tương lai cho mình, với là giúp đỡ những người dân khó khăn. Em muốn mình có một cái giá trị, tại vì em luôn nghĩ rằng là mình chỉ sống duy nhất một lần thôi, chả ai cho mình lần thứ hai để sống trên đất này cả. Mình phải cố gắng ngay hôm nay thật tốt để tương lai mình có điều kiện tốt nhất có thể cho gia đình của mình, cho con cái của mình, hay là cho cả cộng đồng mình được hạnh phúc. Bây giờ trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.